Đông Nam Bộ 3. Xin mời bạn trở về chỗ và lắng nghe kết quả. Và như mọi người cũng đã biết, chúng ta có số điểm của tất cả các thí sinh đã dự thi phần thi âm nhạc. Với nhiều cá tính âm nhạc khác nhau, thì chúng ta đã tìm ra không những năm mà là 6 gương mặt sẽ bước vào đêm chung kết tối ngày hôm nay cho khu vực Đông Nam Bộ 3 của 3 tỉnh Bình Thuận, Thành phố Hồ Chí Minh và Vũng Tàu. Và tôi xin phép được đọc tên từ cao đến thấp. Thí sinh cao điểm nhất với 28 điểm đó là Đặng Thị Mỹ Linh. Ngay sau đó là thí sinh mang số điểm 27, Nguyễn Hoàng. Xin chúc mừng bạn. Chúng ta có đến tiếp theo là một số điểm khá là sát sao, 26 điểm dành cho Phạm Quốc Khánh. Và cuối cùng là ba thí sinh đồng điểm 25, Lê Trung, Nguyễn Thanh Duy và cuối cùng là Lâm Nhật Hoài Ân. Xin chúc mừng 6 thí sinh của chúng ta đã lọt vào đêm chung kết tối ngày hôm nay. Còn bây giờ, để thay đổi không khí của chương trình, chúng ta sẽ đến với phần thi vũ đạo. Cả nhóm nhảy đã sẵn sàng chưa ạ? Yeah, you're more than ready. Đầu tiên, phần nhảy mở màn dành cho nhóm DKZ. A million here, a million there. Sicilian with long hair, with coconut every year, like smoking the thinnest air. I open the Lamborghini, hoping them crackers see me. Like, look at that beastie. He's a beast, he's a dog, he's a problem. Okay, you're a goon, but what's a goon to a guy? When I come in the zone, get blown with the devil, let's go when it go, go crazy. And I'm gonna be the soul, going down that road with the energetic old like baby. Coming at you with the power, I'm about to bring about a bigger battle, gonna make you sing. Swing, bada, 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 swing. I'm dead sexy. Look at my sexy butt there.